Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay sẽ là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2014, do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 96 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 38 người và bị thương 45 người, trong đó có 54 vụ va chạm làm bị thương 32 người. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 29.109 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Bộ Giao thông Vận tải đang đề xuất các hãng xe khách không được bán vé, đặt chỗ trước cho hành khách dưới mọi hình thức. Đáng chú ý, theo dự thảo thông tư mới, các hãng xe hợp đồng, du lịch hoặc lữ hành không được bán vé, xác nhận đặt chỗ trước cho hành khách đi xe. Dự thảo mới cũng quy định, các hãng xe hợp đồng, du lịch hoặc lữ hành không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe dưới mọi hình thức, nhằm chống các loại xe chạy dù, trá hình, chạy tuyến cố định. Xác nhận đặt chỗ dưới mọi hình thức được hiểu là qua điện thoại hoặc email, website. Đáng chú ý, từ nhiều năm qua, các hãng xe có thương hiệu đều đã cung cấp số điện thoại, địa chỉ email, website để hành khách thông báo các thông tin cá nhân khi đặt chỗ. Các thông tin này được hãng xe đưa vào danh sách, hợp đồng chở khách du lịch và trình cho Sở Giao thông Vận tải. Các hình thức giao dịch qua điện thoại, phương tiện điện tử này đã được Bộ Luật Dân sự công nhận từ năm 2005. Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, từ khi tăng giá vé xe buýt mùng 1 tháng 5 đến nay, lượng khách mua vé lượt giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi lần tăng giá vé thì phải từ 3 đến 6 tháng lượng khách mới trở lại được như ban đầu. Để có thể kéo hành khách trở lại với xe buýt và bản thân doanh nghiệp yên tâm đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ. Vì vậy, tổng công ty này đề nghị thành phố xem xét thay đổi thời hạn hợp đồng đặt hàng các tuyến buýt nội đô từ 1 năm lên 5 năm. Về việc thực hiện rà soát, cắt giảm các tuyến, tổng công ty này cho biết đã phải thực hiện cắt giảm số chuyến và đã đến giới hạn. Năm 2014, đã cắt giảm chuyến lượt tương đương với một tuyến, dư ra 25 xe. Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt việc hợp lý hóa lộ trình phục vụ phân luồng cho một số tuyến đi ra ngoại thành như Sơn Tây, Đặng Xá, Eco Park. Tuy nhiên, khó khăn của Transco hiện nay là ngân sách nhà nước trợ giá xe buýt ngày càng giảm, trong khi đó, yêu cầu của nhân dân về dịch vụ xe buýt ngày một tăng lên. Nhằm đảm bảo an toàn công tác thi công thay bến nổi tại phà Bình Khánh, từ ngày mai 30 tháng 9, đơn vị quản lý phà sẽ tiến hành hạ tải đối với xe ô tô lưu thông qua phà. Từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2014, cho phép xe có tổng tải trọng từ 5 tấn trở xuống qua cầu dẫn và bến nổi 500 tấn. Từ 20 giờ ngày 30 tháng 9 đến 3 giờ ngày 1 tháng 10, cho phép phương tiện lưu thông theo hệ thống cầu dẫn, bến nổi 250 tấn dự phòng. Tuy nhiên, chỉ cho xe khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống, xe tải và các loại xe khác có tổng tải trọng từ 3 tấn trở xuống lưu thông. Từ 3 giờ đến 8 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2014, cho lưu thông xe có tổng tải trọng từ 5 tấn trở xuống qua cầu dẫn H30 và bến nổi 500 tấn vừa được thay. Từ sau 8 giờ ngày 1 tháng 10, tất cả các phương tiện được phép lưu thông trở lại như bình thường. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định điều chỉnh phân luồng giao thông và biển báo tại một số tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Theo đó, thu hồi biển báo cấm ô tô tải lưu thông trên đường Lý Chính Thắng và lắp đặt biển báo phân làn đường tại đây. Trước khi vào giao lộ, phải lắp đặt biển báo số 411 hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường tại những vị trí phù hợp nhằm giảm giao cắt của các luồng xe tại các giao lộ và tại đường Huỳnh Tịnh Của, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng Võ Thị Sáu đi Điện Biên Phủ. Đồng thời cấm xe khách trên 30 chỗ, trừ xe buýt và xe tải trên 3,5 tấn, lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng từ Điện Biên Phủ đi Võ Thị Sáu. Thưa quý vị, liên quan tới hoạt động quảng cáo trên xe buýt, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM mới đây đã khẳng định sản phẩm được quảng cáo ngoài thân xe buýt phải là của Việt Nam và ưu tiên hàng chất lượng cao và nội dung quảng cáo hoàn toàn bằng tiếng Việt, ít màu đỏ. Mục tiêu của đề án quảng cáo bên ngoài thân xe buýt nhằm tạo nguồn thu giảm trợ giá trực tiếp đối với loại hình vận tải công cộng, đồng thời thông qua quảng cáo tạo diện mạo mới cho hệ thống xe buýt trên địa bàn, giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng dịch vụ xe buýt.
Việc thực hiện quảng cáo dự kiến sẽ được thông qua đấu giá cạnh tranh công khai để chọn đơn vị có mức giá tốt nhất. Sau một năm thực hiện đề án thí điểm, Sở sẽ đánh giá kết quả để đề nghị thành phố cho phép tiến hành đại trà trên tất cả các xe buýt. Đề án cũng quy định vị trí sản phẩm quảng cáo trên bề mặt của hai bên vỏ thân xe buýt, kể cả phần cửa và phần kính, trừ phần vị trí sử dụng để thông tin nhận diện xe buýt, không thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc xe. Diện tích sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi bề mặt của vỏ thân xe buýt và cho phép phủ lên cả phần kính, nhưng phải dùng vật liệu để can lưới. Trước đó, hồi tháng 6, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM thông báo sẽ tiến hành thí điểm quảng cáo bên ngoài thân xe buýt trên 10 tuyến với 156 xe loại 40-80 chỗ. Đây là các tuyến chủ yếu chạy trong nội thành, qua các khu vực trung tâm, trên nhiều tuyến đường thu hút về nhu cầu quảng cáo thương mại. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định 171 sửa đổi với nhiều mức phạt tăng cho hành vi xe chở quá tải. Chủ phương tiện chở hàng quá tải trên 100% sẽ bị phạt từ 32 đến 36 triệu đồng. Mức phạt này tăng cao gấp 4 lần mức phạt hiện tại. Cụ thể, quy định mới sẽ tăng trách nhiệm của chủ phương tiện chứ không chỉ người điều khiển xe. Khi xe chở quá tải 40-60% thì chủ xe cá nhân sẽ bị phạt từ 12-14 triệu đồng, tổ chức doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 24-28 triệu đồng. Mức phạt tăng tương ứng lên tới 32-36 triệu đồng với chủ xe khi chở quá tải trọng trên 100%. Hiện tại, mức phạt cao nhất với cá nhân là 4 triệu đồng và tổ chức là 8 triệu đồng cho hành vi này. Với phương tiện cơi nới, nếu chở quá tải trọng thì sẽ bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, tem kiểm định trong 12 tháng và buộc phải điều chỉnh thùng hàng theo quy định. Cơ quan dự thảo còn đề nghị tăng trách nhiệm của người xếp hàng hóa lên xe ô tô tại các nhà ga, cảng biển, kho bãi. Mức phạt được đề nghị với cá nhân là 2 triệu đồng, tổ chức 4 triệu đồng khi xếp hàng quá tải trên 40%. Tuy nhiên, dự thảo cũng giảm áp lực cho người lái xe khi chở quá tải trọng, chưa nghiêm trọng như không tước giấy phép lái xe khi chở quá tải đến 30%, quy định hiện tại tước giấy phép 1 tháng với hành vi này. Chở quá tải đến 60% sẽ bị tước giấy phép trong 1 tháng thay vì 2 tháng như hiện nay. Báo cáo về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị được đưa ra Chính phủ xem xét, thảo luận trong phiên họp thường kỳ tháng 9. Sau lần thảo luận này, báo cáo sẽ được hoàn thiện trình Quốc hội quyết định việc đầu tư dự án. Sân bay Tân Sơn Nhất hiện hữu có tổng diện tích 1.500 ha, trong đó 590,48 ha được khai thác dân dụng và kết hợp với hoạt động bay quân sự, nhưng cảng hàng không quốc tế này đang nằm trong khu vực đô thị có mật độ dân cư cao. Hiện với công suất khoảng 20 triệu lượt người một năm, hệ thống giao thông kết nối hiện hữu với sân bay này đã thường xuyên bị quá tải. Còn theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, năng lực theo quy mô hiện hữu của sân bay Tân Sơn Nhất tối đa là 25 triệu lượt người một năm và đến năm 2016-2017 sẽ bị mãn tải. Trong khi đó, đến năm 2023, sân bay Long Thành mới có thể đưa vào khai thác giai đoạn 1A đáp ứng 17 triệu lượt người một năm. Nếu như vậy, trong giai đoạn 6 năm 2017-2023, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không thể đáp ứng nhu cầu và điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng cảng không quốc tế Long Thành là cần thiết và hiệu quả hơn việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi phát hiện 7 tài xế dương tính với ma túy, chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 1 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chấm dứt ngay hợp đồng lao động. Các tài xế đã nhận được các khoản hỗ trợ nhưng có 2 tài xế sau đó đã đâm đơn kiện doanh nghiệp ra tòa vì cho rằng doanh nghiệp đuổi họ là không đúng luật. Ngày 8 tháng 9, chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hỗn hợp Việt Nhật số 1 đã có công văn gửi lên Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ pháp lý về trường hợp đơn vị này chấm dứt hợp đồng lao động đối với lái xe dương tính với chất ma túy theo kết luận của bác sĩ. Công văn nêu, sau khi đơn vị thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động thì các tài xế dương tính với chất ma túy kiện đơn vị ra tòa. Lý do được nêu ra là đơn vị chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định. Đơn vị này cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này phối hợp với Bệnh viện Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra sức khỏe cho hơn 400 tài xế. Qua kiểm tra phát hiện 7 tài xế dương tính với chất ma túy. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Giao thông Vận tải sau đó được đưa qua Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại cũng cho kết quả dương tính. Đơn vị này đã tiến hành chấm dứt hợp đồng ngay lập tức với 7 tài xế này, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ như trả lương, bảo hiểm, chế độ thất nghiệp. Ngay sau đó, có 2 lái xe đã kiện doanh nghiệp ra tòa. Tuy nhiên, đại diện đơn vị này cho rằng họ không làm sai luật vì tại kế hoạch số 1064 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở điểm 3, mục 7 cũng ghi rõ
đối với lái xe có sử dụng chất ma túy, doanh nghiệp vận tải chấm dứt ngay hợp đồng lao động, không cho hành nghề lái xe của doanh nghiệp vận tải. Hiện Tòa án Nhân dân quận 1, TP.HCM là nơi đang thụ lý vụ án này. Tiếp theo sẽ là những thông tin về lịch bay hàng không trong ngày. Thời gian qua, tình trạng xe khách lưu thông trên hai tuyến quốc lộ 19, quốc lộ 14 qua địa bàn các tỉnh Tây Nguyên bị ném đá có diễn biến phức tạp. Mỗi tháng trên hai tuyến quốc lộ này có hàng chục chiếc xe bị ném đá vỡ kính, hư hỏng, nhiều hành khách bị thương và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp vận tải luôn thấp thỏm lo sợ mỗi khi phương tiện của mình đi qua hai tuyến đường này. 1 tỷ đồng là số tiền mà công ty bảo hiểm Bảo Việt Gia Lai phải chi trả bồi thường cho 230 trường hợp xe vỡ kính do bị ném đá từ đầu năm đến nay. 230 trường hợp này đều của các doanh nghiệp vận tải có xe khách lưu thông trên các tuyến Pleiku, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Pleiku, Đà Nẵng và thành phố Pleiku, Bình Định trong khoảng thời gian từ 19 đến 24 giờ. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại cho công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp vận tải mà còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hành khách. Là anh cũng thấy là cái vấn đề ném kính nó rất là nguy hiểm, nó hư hại về tài sản của doanh nghiệp, tài sản phải bảo hiểm, phải thay kính, mà nó rất là nguy hiểm cho hành khách trên xe mình là xe chở khách. Có nhiều vụ mà nó ném đá mà văng cả đá vào trong quay hàm của khách, bể quay hàm luôn. Đối tượng đó người là mình đi là cũng không thể bắt được. Nên là nói là về kính tài xế thì đối tài xế, nhưng vụ chúng tôi bị ở Đạt Lý ấy, là ném đá mà kính nó răng, cái kính mảnh kính nó văng vào trong cái mặt tài xế mà bị hư một con mắt luôn. Điển hình là có anh Nguyễn Đình Sửu đó, rồi đi chữa tới nay mà con mắt nó bị coi như vậy là hầu như là không lái được nữa. Các lái xe chủ xe cho biết tuyến đường từ thành phố Pleiku, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều điểm xe khách bị ném đá, tập trung ở các huyện Chư Pư, Mang Giang, Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai, huyện Ia Hleu, Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư Rút, Đắk Min, tỉnh Đắk Nông và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khi vụ việc xảy ra, thường tài xế và chủ phương tiện không kịp thời trình báo đến cơ quan chức năng do phải đảm bảo thời gian đi lại của hành khách. Điều này khiến công tác đấu tranh bắt giữ thủ phạm gặp khó khăn. Kể từ tháng 11 tháng 1 năm 2014 đến ngày 11 tháng 9 năm 2014 đã xảy ra 85 vụ ném đá vào xe vận tải hành khách ban đêm. Điển hình là cái vụ ngày 11 tháng 6 là xe 53S 1856 do anh Trịnh Huy Cường điều khiển bị đối tượng ném đá vào chính diện mặt tài xế làm khâu 8 mũi, nhưng tài xế vẫn đảm bảo tay lái để dừng lại một cách an toàn. Tổng thiệt hại từ đầu năm đến nay qua các vụ ném đá của chúng tôi là 442.095.000. Về mặt tài sản thì chúng tôi không có vấn đề gì e ngại, nhưng vì tiềm ẩn đối với an toàn giao thông của hàng trăm hành khách ngồi sau tài xế là một nỗi lo lớn nhất hiện nay của ngành vận tải, trong đó có công ty chúng tôi. Đầu tháng 9 vừa qua, công an huyện Chư Pư cũng đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng sau khi sử dụng rượu bia đã có hành vi ném đá vào xe khách. Hiện vụ việc đang được công an huyện Chư Pư mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ là con số rất nhỏ so với sự gia tăng về số lượng và tính chất của các vụ ném đá xe khách. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời thì hậu quả sẽ không chỉ dừng lại những mất mát về vật chất. Bản tin giao thông an toàn ngày 29 tháng 9 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.